Đội hình Việt Nam đấu Thái Lan, tân binh ra mắt. Ở lần đầu tiên được lên tuyển, hậu vệ Văn Kiên nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội ra mắt và Tuấn Anh cũng vậy. Thủ môn. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho King Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 3 thủ môn là Văn Lâm của Mường Thông United, Văn Toản của Hải Phòng và Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Trong số này, rõ ràng Văn Lâm là sự lựa chọn tối ưu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Ngoài tài năng đã được khẳng định ở AFF Cup năm 2018 và Asian Cup năm 2019, Văn Lâm còn đang chơi bóng ở Thái Lịch nên sẽ được ưu tiên. Trung vệ mang trên mình chiếc băng thủ quân và cũng là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Quế Ngọc Hải đương nhiên sẽ chiếm một suất ưu tiên trong hệ thống phòng ngự 3 người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, Duy Mạnh cũng là cái tên chắc suất bởi anh đã thấm nhuần chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc từ vòng chung kết châu Á tới nay. Do dính chấn thương, Đình Trọng không thể lên tuyển ở đợt tập trung này. Đây là mất mát hơi đáng tiếc với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ông Park vẫn còn một sự thay thế xứng tầm là Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ của Viettel cũng đã làm tốt nhiệm vụ thay Đình Trọng ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019. Hậu vệ biên, hành lang cánh trái, Văn Hậu vẫn là ưu tiên số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là vị trí bất khả xâm phạm, có khác là khi cần, ông có thể đẩy Văn Hậu vào vị trí trung vệ. Câu hỏi đặt ra là, ở vị trí hậu vệ phải, đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng ai? Thực tế, ở đợt tập trung lần này, ông Park đã gọi tới 3 cầu thủ có thể đá cánh phải là Trọng Hoàng, Văn Thanh, Văn Kiên. Tuy nhiên, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương kéo dài. Trọng Hoàng cũng không còn đạt phong độ tốt kể từ sau Asian Cup năm 2019. Trong bối cảnh đó, Văn Kiên dù chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam lại trở thành sự lựa chọn sáng giá cho vị trí hậu vệ cánh phải. Ở V-League mùa này, Văn Kiên, 23 tuổi, thường xuyên ra sân trong màu áo Hà Nội. Anh thi đấu khá tốt ở vị trí hậu vệ phải. Nếu cần có một sự kết nối tới tất cả các vị trí khác, Văn Kiên sẽ được trao cơ hội ra mắt ở trận gặp Thái Lan. Tiền vệ trung tâm. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập khá nhiều cầu thủ có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm như Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Hùng Dũng, Minh Vương. Thậm chí Quang Hải cũng từng chơi rất hay ở vị trí vốn không phải sở trường này. Nhưng ở giải đấu mà đội tuyển Việt Nam không có Văn Đức, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được đẩy lên hàng công. Người được ưu tiên số 1 cho vị trí trung vệ trung tâm chính là Hùng Dũng, cầu thủ luôn đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở vị trí còn lại, Tuấn Anh có thể là cái tên gây bất ngờ bởi trong các buổi tập vừa qua, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được sử dụng trong đội hình chính. Tiền đạo. Sau khi vắng mặt ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019, lão tướng Anh Đức đã được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Gần như chắc chắn chân sút của Bình Dương sẽ được tin tưởng ở vị trí trung phong cắm. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ hỗ trợ phía sau tiền đạo 33 tuổi này? Do Văn Đức không thể tham dự vì chấn thương, Quang Hải sẽ là lựa chọn hợp lý ở vị trí hộ công. Suất còn lại có thể sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho Văn Toàn, người đang thể hiện phong độ tốt ở V-League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, thông tin ngày hôm nay, bất ngờ đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở King's Cup, Tuấn Anh đá cặp với Hùng Dũng. Với những sắp xếp trên sân tập thì có thể huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị sẵn đội hình xuất phát chờ đấu đội tuyển Thái Lan ở trận mở màn. Màn King's Cup 2019 vào tối nay ngày 5 tháng 6. 19 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân vận động Trang Arena để chuẩn bị trận đấu với chủ nhà Thái Lan King's Cup 2019. Đây là buổi tập rất quan trọng nên thầy Park chỉ cho các phóng viên được tác nghiệp trong khoảng 20 phút. Dù vậy, trước khi các cầu thủ chuyển sang bài tập chiến thuật, đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan dường như đã được chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn thông qua việc cho các cầu thủ này mặc áo bíp.
Bên cạnh đó, trợ lý Lee Jong-jin cũng đã có những trao đổi rất kỹ với nhóm cầu thủ này. Theo quan sát của phóng viên, hầu hết trụ cột của đội tuyển Việt Nam đều thuộc đội mặc áo bíp ở bài tập chiến thuật. Theo đó, ngoài vị trí của Đặng Văn Lâm, chắc suất bắt chính có Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Kiên, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng và Anh Đức. Trong số này, việc Tuấn Anh nếu được đá cặp với Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là một bất ngờ, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dùng cặp mà ông từng thổ lộ rất thích, đó là Tuấn Anh và Xuân Trường. Trên hàng tiền đạo, Công Phượng do không có phong độ tốt ở Incheon có thể được thầy Park sử dụng trong hiệp 2, còn Anh Đức đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo 34 tuổi cũng chỉ có thể chơi được hơn một hiệp do sức khỏe không đảm bảo. Ngoài những cầu thủ trên thì ông Park còn có khá nhiều sự lựa chọn ở băng ghế dự bị như là Văn Toàn, Đức Huy hay là Minh Vương. Mà theo kế hoạch thì đại diện các đội bóng tham dự King's Cup sẽ có buổi họp báo trước sân vận động Chang Arena tại Buriram. Ngay sau đó các đội có buổi tập cuối trước khi bước vào trận đấu. Thông tin tiếp theo các bạn thân mến là Công Phượng hay là Văn Toàn sẽ đá chính bên cạnh Anh Đức. Nhiều khả năng là Anh Đức sẽ là trung phong của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Suất còn lại trên hàng tiền đạo không biết là sẽ thuộc về Công Phượng hay là Văn Toàn. Một người vốn đã khẳng định năng lực ở đội tuyển, còn người kia thì đang có phong độ rất tốt. Ở kỳ giải đấu lớn gần nhất của đội tuyển Việt Nam, đó là vòng chung kết Asian Cup 2019, Công Phượng chính là chân sút tốt nhất của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo, có cùng thành tích ghi 2 bàn giấu Quang Hải. Tuy nhiên, vấn đề của Công Phượng là anh hiện không có phong độ tốt sau khoảng thời gian khó khăn trong màu áo câu lạc bộ Incheon United, Hàn Quốc. Công Phượng vẫn là cầu thủ có đẳng cấp, nhưng không loại trừ khả năng ngôi sao này cần thời gian để tìm lại hình ảnh của chính mình. Ngược lại thì Văn Toàn hiện đang có phong độ cao. Điều đặc biệt khác ở Văn Toàn là càng về sau này, Văn Toàn lại càng hay và càng tiến bộ về nhiều yếu tố, kỹ thuật, tốc độ, sự nhạy bén trước khung thành đối phương. Cho dù Văn Toàn chưa phải là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2019, anh ghi được 5 bàn, ngoại biên West có 7 bàn. Nhưng vai trò của Văn Toàn hiện tại quan trọng hơn mọi ngôi sao tấn công khác của đội bóng phố núi. Văn Toàn có thể tự mình ghi bàn, tự mình tìm cơ hội, có thể kết thúc một chạm hoặc cũng có khả năng đi bóng lắt léo rồi dứt điểm. Đồng thời Văn Toàn hiện giờ còn là người chuyền bóng có hạng ở Hoàng Anh Gia Lai. Một Văn Toàn như vậy nếu không được sử dụng thì rất lãng phí, trong khi nếu ngó lơ Công Phượng thì cũng là điều lãng phí, bởi Công Phượng luôn có những khoảnh khắc bùng nổ mà đối thủ ít đoán biết được. Ngay phía trên họ sẽ là trung phong Anh Đức rất lão luyện và nhạy bén. Việc Anh Đức quay trở lại đội tuyển quốc gia vào lúc này giúp huấn luyện viên Park Hang-seo giải quyết bài toán thiếu trung phong chất lượng cao. Ở tuổi 34, Anh Đức có thể không có dẻo dai để đá xuyên suốt cả trận, nhưng anh vẫn có khả năng khiến đối phương gặp nhiều khó khăn khi anh xuất hiện trên sân. Anh Đức sẽ không chơi cả trận vì thể lực không cho phép, nhưng anh sẽ là chủ công của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Công Phượng hoặc là Văn Toàn có thể cũng không chơi cả trận. Họ sẽ luôn phiên xuất hiện trên sân để hỗ trợ Anh Đức và tìm sự đột biến cho đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo ở những thời điểm thích hợp. Báo Thái Lan bất ngờ ca ngợi sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Việt Nam nhằm mục đích gì? Vâng, thưa quý vị, nhật báo Bangkok Post đã lên tiếng ca ngợi sự tiến bộ vượt bậc của đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến họ thực sự lo lắng cho đội tuyển Thái Lan trước cuộc đối đầu sắp tới đây. Chỉ còn một ngày nữa, trận thư hùng giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup sẽ diễn ra. Trước thêm trận đấu, thì báo giới Thái Lan cảm thấy lo ngại cho đội bóng nước này bởi đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ quá nhanh. Tờ Bangkok Post đã gọi đội tuyển Việt Nam là đối thủ chuyên kiếp của Thái Lan. Và trong bài viết, họ đã lên tiếng ca ngợi sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Trong bài viết có đoạn, đội tuyển Thái Lan được coi là ông vua ở khu vực Đông Nam Á khi sở hữu rất nhiều chức vô địch SEA Games hay là AFF Cup. Dù vậy lúc này, những đối thủ trong khu vực, đặc biệt đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp Thái Lan. Thực tế ấy trở nên rõ ràng ở những giải đấu ở cấp độ đội trẻ ở châu Á. Bóng đá Việt Nam đã vượt trội đánh bại U23 Thái Lan một cách thuyết phục. Những tiến bộ này tới từ thành quả của những chương trình đào tạo bóng đá trẻ dài hạn và phương pháp đào tạo liên tục. Tờ Bangkok Post cũng nói về cơ hội King's Cup của đội nhà. Tờ báo này viết rằng, đội tuyển Thái Lan có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng trong số 4 đội bóng tham dự giải đấu. Đội bóng đang muốn sửa sai sau thất bại 2-3 trước Slovakia ở chung kết năm ngoái. Họ đặt quyết tâm cao sẽ vô địch giải đấu năm nay. Ở vòng bán kết King's Cup, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam, còn Curacao sẽ chạm trán với Ấn Độ. Cả hai trận đấu này diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Đội thắng trong hai trận đấu bước vào trận chung kết King's Cup, còn đội thua sẽ đá trận tranh hạng 3. Việt Nam đối đầu Thái Lan tại King's Cup, lịch sử này đã khác. Quý vị thân mến, nếu nhìn vào thành tích đối đầu giữa Việt Nam với Thái Lan trong 9 trận gần nhất thì chúng ta có phần lép vế trước 7 vò chiến khi mà chỉ giành chiến thắng có 1 trận, hòa 3 trận và để thua 5 trận.
Tuy nhiên thì những con số thống kê chỉ có ý nghĩa mang tính tham khảo, còn trên thực tế thì kèo đấu của hai đội hiện tại được đánh giá là ngang sức ngang tài. Hơn 10 năm qua, đội tuyển Thái Lan chỉ để thua Việt Nam đúng một trận, nhưng cũng chính là trận mà người Thái ngậm ngùi nhìn đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2008. Đó là trận mà đội bóng xứ sở Chùa Vàng để thua chúng ta với tỷ số 1-2 ở chung kết lượt đi trên sân nhà của họ, và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mỹ Đình. Nhìn vào cán cân đối đầu của hai đội tuyển, có lẽ đó cũng là lý do mà danh thủ Kiatisak hồi đầu năm 2018 đã ngạo nghễ tuyên bố rằng 10 năm nữa đội tuyển Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Để rồi chính danh thủ này đã phải rút lại lời nói sau khi chứng kiến những thành tích vượt bậc của Việt Nam trong 2 năm qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Kiatisak cũng từng nói, Thái Lan thì đang mơ dự World Cup, còn Việt Nam chỉ mơ đánh bại Thái Lan. Nhưng có một điều rằng giấc mơ dự World Cup của Thái Lan vẫn chỉ đang là giấc mơ, còn Việt Nam đánh bại Thái Lan không còn là cổ tích. Nó không chỉ được hiện thực hóa với chiến thắng hủy diệt 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan, mà ở vòng loại U23 châu Á năm 2020 gần đây, mà hơn hết Việt Nam đánh bại Thái Lan bằng những thành tích vượt trội ở các giải đấu tầm cỡ châu lục suốt 2 năm qua. Thành tích Việt Nam có được lúc này không phải hoàn toàn là may mắn, là phong độ nhất thời, mà thực sự là do đẳng cấp, thực lực của chính mình với các danh hiệu như là Á quân U23 châu Á năm 2018, lọt vào bán kết ASEAN 2018, tứ kết ASEAN 2019, vô địch AFF Cup 2018. Nên nhớ rằng Thái Lan chưa bao giờ lọt vào trận chung kết U23 châu Á, và thành tích cao nhất tại giải đấu này của họ là có mặt ở vòng bảng, đó là vào năm 2016 và 2018. Thành tích tốt nhất của Thái Lan tại ASEAN Cup là giành hạng 3, nhưng nó diễn ra cách đây đã 47 năm, năm 1972. Họ cũng lọt vào bán kết ASEAN Cup, nhưng cũng đã cách đây 21 năm, năm 1998. Lịch sử thành tích bóng đá của Thái Lan có thể gặt hái được nhiều huy chương, danh hiệu hơn đội tuyển Việt Nam, nhưng nó hoàn toàn là chuyện của muôn năm cũ, bởi thực tế thứ hạng của bóng đá Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay vẫn là vị trí 114, xếp dưới Việt Nam những 16 bậc. Mới đây thì nhà báo Hanif Hassan nhận định trên tờ Bangkok Post, bóng đá Thái Lan cần nhanh chóng tỉnh giấc khi vị trí độc tôn ở ASEAN đã mất đi. Thái Lan gần đây được coi là vua của bóng đá Đông Nam Á khi sở hữu hàng loạt danh hiệu SEA Games và AFF Cup. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số cho thấy các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam, đang nhanh chóng bắt kịp người Thái. Thực tế đang trở nên rõ ràng khi ở những giải đấu cấp độ trẻ của châu Á, bóng đá Việt Nam tỏ ra vượt trội hoặc đánh bại Thái Lan một cách đầy thuyết phục. Những tiến bộ mà đại diện đến từ Đông Nam Á này đạt được là thành quả của nhiều chương trình phát triển bóng đá dài hạn và phương pháp đào tạo liên tục hết sức ấn tượng. Và tại King's Cup lần này, Thái Lan triệu tập đầy đủ binh hùng tướng mạnh để có một cuộc so tài cao thấp với đội tuyển Việt Nam. Mà nếu thắng hay thua, ít nhiều đội bóng xứ sở Chùa Vàng cũng cho thấy họ đã biết tôn trọng đối thủ láng giềng ở Đông Nam Á. Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Thái Lan tại King's Cup lần này dù mang tính chất giao hữu, nhưng nó mở ra một trang lịch sử mới của bóng đá Việt Nam, đúng như lời huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố. Từ nay, bóng đá Việt Nam không phải sợ Thái Lan nữa. Huấn luyện viên Thái Lan đã gửi chiến thư đến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Siriap Yorlithai bày tỏ sự tự tin rất cao sẽ cùng các học trò đánh bại đội tuyển Việt Nam để hướng tới chiếc cúp vô địch trên sân nhà. Chiến lược gia người Thái Lan cũng khẳng định ông đã biết điểm mạnh điểm yếu của đối thủ và đang rất khao khát được đối đầu với các thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cũng như đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã có mặt tại Buriram vào buổi tập đầu tiên vào chiều nay. Trước đó, huấn luyện viên Siriap Yorlithai đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ của đội bóng voi chiến. Trong các danh sách này thì sự vắng mặt của Messi Thái, Chamrachit Songrasin là đáng chú ý nhất, trong khi tất cả các trụ cột khác của đội tuyển Thái Lan đều góp mặt, kể cả thương binh Dangda. Nói về bản danh sách vừa được công bố, huấn luyện viên Siriap Yorlithai cho biết chúng tôi sẽ có một điều chỉnh về chiến thuật do Chamrachit vắng mặt. Tuy nhiên, chúng tôi không gặp quá nhiều khó khăn bởi sự thiếu vắng này. Những cầu thủ khác của chúng tôi có đẳng cấp và phong độ cao. Trong những ngày qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan luôn có những phát biểu làm nóng trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Và lần này, ông cũng một lần nữa khẳng định đã quyết tâm đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để đòi lại ngôi số 1 khu vực. Huấn luyện viên Siriap Yorlithai cho biết, ông đã tìm hiểu rất kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam và đó chính là cơ sở để Thái Lan chiến thắng, để hướng tới chiếc cúp vô địch King Cup trên sân nhà. Điều quan trọng là chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về đội tuyển Việt Nam, và có rất nhiều cầu thủ của chúng tôi đang rất khát khao được đối đầu với họ. Tôi tin rằng Thái Lan là một tập thể giàu sức mạnh và chúng tôi đủ khả năng để vượt qua Việt Nam. Đó sẽ là cơ sở để chúng tôi vô địch giải King Cup, huấn luyện viên Siriap Yorlithai tự tin nói. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:45 ngày 5 tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ vào chung kết, trong khi đội thua sẽ tranh hạng 3 vào ngày 8 tháng 6.
Các bạn thân mến, huấn luyện viên Thái Lan xem thường hay cây cú cầu thủ Việt Nam? Hiểu là một chuyện, đánh bại được họ hay không lại là chuyện khác. Cầu thủ Việt Nam luôn thiên biến vạn hóa mỗi trận với thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Phát biểu của huấn luyện viên Thái Lan cho rằng, ông hiểu rất rõ các cầu thủ Việt Nam và tự tin giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới, gây tranh cãi trên báo bóng đá Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự chủ quan khinh địch của người Thái sẽ khiến họ phải ôm hận. Xin thưa huấn luyện viên đội Thái Lan, hiểu là một chuyện, hóa giải được hay không lại là chuyện khác. Cái ông thiếu đó là hiểu huấn luyện viên Park chứ không phải chỉ là hiểu cầu thủ đã đủ. Ngược lại, huấn luyện viên Park lại rất hiểu con người ông ấy. Ông Sirisak Yoyathai vui mừng khi người đồng nghiệp Park Hang-seo gọi những gương mặt quen thuộc lên tuyển Việt Nam cho kỳ King Cup 2019. Park Hang-seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam, đa phần vẫn là những gương mặt từng dự ASEAN Cup 2019. Chúng tôi có rất nhiều thông tin về những cầu thủ này, tôi hiểu cách chơi của Việt Nam, huấn luyện viên Sirisak Yoyathai chia sẻ. Trong số 23 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập, chỉ 3 người không cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 hay ASEAN Cup 2019, đó là thủ thành Trần Nguyên Mạnh, hậu vệ Trần Văn Kiên và tiền vệ Nguyễn Tấn Anh. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân và di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1 tháng 6. Đội có 3 buổi tập trước khi bước vào trận so tài toàn quân của huấn luyện viên Sirisak Yoyathai vào lúc vào ngày 5 tháng 6, 19:45. Các học trò của tôi rất háo hức trước cơ hội so tài với Việt Nam. Chúng tôi sẽ đá để biết đội bóng nào mới là số 1 Đông Nam Á. Lần này, Thái Lan còn sự trở về của 3 cầu thủ đang chơi bóng tại G-League là Chanaship Chongkasim, Herong Bundatham, Chitram Buonchan. Họ sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn. Huấn luyện viên Sirisak Yoyathai nói thêm, Thái Lan là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á. Với 5 lần vô địch AFF Cup và 16 lần đạt huy chương vàng SEA Games, nhưng 2 năm qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam vươn lên thành lá cờ đầu trong khu vực với những chiến tích giành huy chương bạc giải U23 châu Á, vào bán kết ASEAN, vô địch AFF Cup và tứ kết ASEAN Cup vào cuối tháng 3. Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi hạ thắng Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á. Đó có thể là lý do ba tổ chức King Cup quyết tâm mời bằng được thầy trò Park sang thi đấu.